Cô chào các em có biết vấn đề bảo vệ môi trường đang được các quốc gia hết sức là quan tâm và đặt lên ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển kinh tế xã hội của mình? Bởi lẽ môi trường là một điều kiện cốt tử đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia. Ngày nay, sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới không phải là khai thác nguồn tài nguyên để tạo ra tất cả các năng suất bằng mọi giá, mà phải đảm bảo sự cân bằng với việc vừa khai thác hợp lý, vừa bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau. Trong xu thế ấy, Việt Nam cũng đang tiến hành hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường cùng với việc nỗ lực của sự tham gia các công ước quốc tế cũng như tích cực nội luật hóa cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn trong yêu cầu phát triển bền vững. Do đó, luật bảo vệ môi trường rất là cần thiết để được ra đời. Vậy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cho cô bài 61, luật bảo vệ môi trường. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 15 mã, sự cần thiết phải ban hành luật. Tại sao phải ban hành luật bảo vệ môi trường? Luật bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của cả xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra trong môi trường tự nhiên. Đồng thời, luật cũng điều chỉnh việc khai thác, sử dụng các thành phần môi trường hợp lý để phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước. Như các em đã biết, hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm rất là nghiêm trọng, môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí, vân vân, và ảnh hưởng tới rất nhiều loài sinh vật. Hiện nay, nhiều loài sinh vật đang đứng trên bờ vực bị tuyệt chủng, nhiều loài sinh vật, nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm đã đưa vào trong sách đỏ Việt Nam. Vậy, các em sẽ làm cho cô bài tập trong mục tam giác bảng 61. Đưa ra một số quy định của luật bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống. Hậu quả có thể có nếu như không có luật bảo vệ môi trường. Bảng 61, các ví dụ về thực hiện luật bảo vệ môi trường. Các em quan sát cho cô, có các nội dung sau. Nội dung thứ nhất là khai thác rừng. Luật bảo vệ môi trường quy định là cấm khai thác rừng bừa bãi, không khai thác rừng đầu nguồn. Ý thứ hai, săn bắt động vật hoang dã. Luật bảo vệ môi trường quy định là nghiêm cấm săn bắt động vật hoang dã. Ý thứ ba, kem cô, đổ chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt. Luật bảo vệ môi trường quy định là quy hoạch bãi rác thải, nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường. Nội dung tiếp theo, sử dụng đất. Luật bảo vệ môi trường quy định có quy hoạch sử dụng đất, có kế hoạch cải tạo đất. Tiếp theo, sử dụng các chất độc hại như chất phóng xạ và các chất độc hại khác. Luật bảo vệ môi trường quy định có biện pháp sử dụng các chất một cách an toàn theo tiêu chuẩn quy định, phải xử lý chất thải bằng công nghệ thích hợp. Và ý cuối cùng, khi vi phạm các điều cấm của luật bảo vệ môi trường gây sự cố môi trường, luật bảo vệ môi trường quy định cơ sở và cá nhân vi phạm bị xử phạt và phải chi phí hoặc đền bù cho việc gây ra sự cố môi trường. Vậy, các em sẽ làm cho cô là hậu quả có thể có nếu không có luật bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ làm theo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ý. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm cho cô ý đầu tiên về khai thác rừng. Khai thác rừng thì luật bảo vệ môi trường đã quy định là cấm khai thác rừng bừa bãi hay là không khai thác rừng đầu nguồn. Vậy nếu không có luật bảo vệ môi trường thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Nếu không có luật bảo vệ môi trường thì việc khai thác không có kế hoạch này hay là khai thác cả rừng đầu nguồn thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
vân vân. Tiếp theo, ý thứ hai, săn bắt động vật hoang dã thì luật bảo vệ môi trường quy định là nghiêm cấm săn bắt động vật hoang dã. Để có vai trò, nếu như mà việc săn bắt động vật hoang dã mà cứ diễn ra như vậy thì sẽ làm cho động vật hoang dã bị mất đi này, mất đi nguồn gen quý hiếm này, và làm mất cân bằng sinh thái, vân vân. Tại sao lại mất cân bằng sinh thái thì chúng ta đã được học rồi. Mỗi một loài sinh vật thì là một mắt xích trong chuỗi và lưới thức ăn. Nếu mà mắt xích này bị tuyệt chủng thì sẽ ảnh hưởng tới những mắt xích phía trước và mắt xích phía sau. Như vậy sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái. Ý tiếp theo, ý thứ ba, đổ chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt thì luật bảo vệ môi trường quy định là quy hoạch bãi rác thải, nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường. Vậy nếu không có luật bảo vệ môi trường thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ cùng làm ý thứ ba. Thì chất thải đổ không đúng sẽ làm cho việc ô nhiễm môi trường. Gây ô nhiễm môi trường. Ý tiếp theo, sử dụng đất. Luật bảo vệ môi trường quy định là có quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch cải tạo đất. Như vậy, nếu không sử dụng đất một cách hợp lý thì đất sẽ sử dụng một cách bừa bãi, gây lãng phí và gây hậu quả là thoái hóa đất. Tiếp theo, sử dụng các chất độc hại như chất phóng xạ và các hóa chất độc khác thì luật bảo vệ môi trường quy định có biện pháp sử dụng các chất một cách an toàn theo tiêu chuẩn quy định, phải xử lý chất thải bằng công nghệ thích hợp. Thế nếu bây giờ các chất độc hại này như các chất phóng xạ, các chất độc hại khác mà không được xử lý thì nó sẽ được thải ra môi trường thì gây hại nhiều cho con người và có thể gây hại cho các sinh vật khác và gây ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Ý thứ năm này, vân vân. Tiếp theo, ý thứ sáu, khi vi phạm các điều cấm của luật bảo vệ môi trường gây sự cố môi trường, và luật bảo vệ môi trường quy định là cơ sở và cá nhân vi phạm bị xử phạt và phải chi phí hoặc đền bù cho việc gây ra sự cố môi trường,
Như vậy nếu không có luật bảo vệ môi trường thì các cơ quan này, các đoàn thể này hay là tất cả các người dân này đều là gì? Đều không có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Và khi họ sai phạm thì họ không chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ ngày càng phá hoại môi trường hơn. Đó, nhận ra kia cô. Ý thứ 6 này. Cơ sở này, cá nhân vi phạm này. Không có trách nhiệm đền bù thì sẽ không ngăn chặn được hành vi phá hoại môi trường có thể xảy ra tiếp theo, vân vân. Và hiện nay thì các loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng này. Môi trường của chúng ta thì môi trường nguồn nước đang bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng này. Môi trường đất này hay là môi trường không khí thì cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Như vậy, tất cả, ngay cả bản thân chúng ta này, tất cả những người dân trong cộng đồng xã hội và tất cả những người dân trên thế giới này, các nước, các quốc gia với nhau đều phải chung tay để bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ cuộc sống của con người chúng ta và bảo vệ các loài sinh vật. Vậy chúng ta sẽ sang phần 2 La Mã, một số nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Luật bảo vệ môi trường thì căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Quốc hội ban hành luật bảo vệ môi trường và luật số 5 năm 2014 Quốc hội 13. Trong chương 2 và chương 3 của luật bảo vệ môi trường thì quy định một số các đặc điểm sau. Các em nhớ không cô? Một nhỏ, phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường, đó là nội dung chương 2. Quy định về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường có liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và cảnh quan. Vậy, tiếp theo đó là cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam. Về chương 3 thì khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường là ở trong chương 3. Yêu cầu các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lý chất thải bằng công nghệ thích hợp. Và tiếp theo, các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường thì có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường. Trong luật bảo vệ môi trường thì có rất là nhiều chương. Trong chương trình sinh học lớp 9 thì chúng ta chỉ ngước qua hai cái phần, đó là phần chương 2 và chương 3. Và các em muốn xem xét xem luật bảo vệ môi trường có những chương nào và cụ thể hơn như thế nào, quy định như ra sao, thì chúng ta có thể nghiên cứu về luật bảo vệ môi trường năm 2014 của Quốc hội 13 đưa ra nhé. Chúng ta sẽ sang phần 3 La Mã. Trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành luật bảo vệ môi trường. Thực hiện luật bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam. Vậy các em sẽ hoàn thành bài tập cho mục tam giác. Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện luật bảo vệ môi trường? Và ý thứ hai, hãy kể tên những hành động, sự việc mà em biết đã vi phạm luật bảo vệ môi trường. Theo em, cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm ý đầu tiên. Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện này, động viên người khác thực hiện luật bảo vệ môi trường? Thì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện luật bảo vệ môi trường thì chúng ta phải tuyên truyền cho họ này về hậu quả của việc tàn phá môi trường và từ đó nâng cao ý thức của người khác bằng việc đó là động viên họ thực hiện tốt các điều luật bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ ghi nhé.
Ý thứ nhất này là tuyên truyền cho mọi người này hậu quả của việc ô nhiễm môi trường. Và từ đó nâng cao ý thức để bảo vệ môi trường. Và động viên mọi người thực hiện tốt các điều luật bảo vệ môi trường. Và vân vân. Tiếp theo, ý thứ hai, hãy kể tên những hành động, sự việc mà em biết đã vi phạm luật bảo vệ môi trường. Theo em, cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó? Thì ví dụ như là những việc mà các em thấy có thể như là đổ rác không đúng nơi quy định này, đốt rừng bừa bãi này, hay là chặt phá rừng làm nương rẫy này, hay xử lý chất thải không đúng quy định, hay săn bắt động vật hoang dã, vân vân. Chặt phá rừng bừa bãi. Săn bắt động vật hoang dã. Hay xử lý chất thải không đúng quy định, vân vân. Vâng. Vậy để khắc phục điều đó cho thì chúng ta cần làm gì? Nào, cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó? Rất nhiều đúng không? Cô sẽ chỉ kể ra một số biện pháp thôi, còn các em sẽ tự kể ra cho cô nhé. Thứ nhất đó là cần phải bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường này như đảm bảo cân bằng hệ sinh thái, hay ngăn chặn và khắc phục hậu quả xấu do con người và do thiên nhiên gây ra cho môi trường. Hay cần phải khai thác rừng một cách hợp lý và khắc phục trồng rừng.
và lưu ý đó là không khai thác những khu rừng đầu nguồn, vân vân. Hay là như chúng ta sẽ như là ngăn chặn săn bắt động vật hoang dã rất nhiều. Rất nhiều biện pháp nhá. Các em có thể tự kể ra. Trên đây là cô kể ra một số biện pháp thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu câu hỏi cuối bài. Câu thứ nhất, các em quan sát cho cô. Câu 1, trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Thì cái này ở trong nội dung phần 1 nhỏ và 2 nhỏ, cô sẽ không nhắc lại nữa. Câu số 2, hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế, thử đề xuất các biện pháp. Thì cô đã vừa hướng dẫn chúng ta rồi, cô sẽ không nhắc lại nữa. Câu số 3, mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi trường? Để thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi trường thì ví dụ như là chúng ta có thể trồng nhiều cây xanh này, hay là tiết kiệm điện nước này, hay là hạn chế sử dụng túi ni lông này, hoặc là chúng ta giảm bớt cái hiện tượng đó là giảm bớt khí thải này, hay là khi ở nhà chúng ta thì phải giữ môi trường sạch sẽ này, ở trong lớp cũng giữ môi trường sạch sẽ này, tuyên truyền cho mọi người cấm săn bắt động vật hoang dã và tuyên truyền cho mọi người về tác hại của việc ô nhiễm môi trường, từ đó để bảo vệ môi trường, vân vân. Có rất nhiều những cái điều mà học sinh cần làm, thì chúng ta ngoài những cái điều mà cô đã nói trên thì chúng ta có thể suy nghĩ và kể thêm những cái điều mà chúng ta cần thiết nhất ghi vào trong vở nhé. Như vậy, bài học ngày hôm nay chúng ta vừa tìm hiểu sơ qua về Luật Bảo vệ Môi trường. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em và xin chào các em. Cô chúc các em học tốt.